Các bạn ơi, hôm nay mẹ nấu chè nha các bạn. Thì chè này, chè mình làm bột bán nha các bạn. Thì các bạn cứ theo dõi của mình ra chè gì nha. Đây là có 100 g đậu xanh mình ngâm lúc tối rồi nè. Đây là nước dừa nè các bạn, nước dừa và một ít bột năng nha các bạn. Đây là cái này mình ngâm rồi nè, đậu bí. Đây là đường phèn nha. Đây, đó là sơ khởi đó, các bạn cứ theo dõi coi mình làm cái gì. Và bỏ có một ít muối đi theo nữa nha các bạn. Bột bán này mình đem ngâm nha các bạn, mình đem rửa sạch rồi mình ngâm. Còn đậu xanh này nè là mình làm sạch hồi sáng rồi nè các bạn. Bây giờ mình bỏ vô cái nồi mình nấu. Mình nấu rồi mình làm nhân trước nha các bạn. Làm nhân trước. Mình thích làm cái nhân đậu xanh nó hơi mặn một chút, ở ngoài mình đi ngọt mình ăn nó không có ngán nha các bạn. Hồi xưa bà mẹ mình nó dạy làm bánh đó, thắng dầu với hành với muối bỏ vô nhân, ở ngoài mình ăn ngọt ở trong mình ăn mặn thì cái vị khẩu vị của mình nó không có ngán mà nó ngon nữa nha các bạn. Thì mình làm thì mình thích làm như vậy đó. Bây giờ mình đi nấu đậu xanh nè các bạn ơi. Cái nhân này mình đánh ra rồi mình bỏ hành nha các bạn, dầu hành mình thắng ra rồi mình bỏ vô chút xíu bột nêm với dầu với hành nha các bạn. Hồi nãy cái khúc phim kia mình chiếu mình có quay rồi mà tại cháu mình nó khóc cho nên mình tắt rồi, bây giờ mình nói lại nha các bạn. Thì cái này nó hơi mặn mặn ngọt ngọt đó. Cái bước thứ hai là mình đi làm bột bán nha các bạn. Bột bán này mình rửa rồi, mình ngâm rồi mình rửa rồi nè. Bây giờ mình bỏ vô chảo ha. Bỏ vô chảo rồi mình cho nước đậu biếc vô. Mình xào lên, bỏ tí muối nha các bạn. Thì mình làm cho nó vui vui, chứ nếu mà không có đậu biếc thì cũng không sao hết. Mình làm màu khác cũng vẫn được thôi nha. Đây là nước đậu biếc nè. Có gì làm đấy các bạn ơi. Đậu biếc rồi mình hái, mình phơi khô rồi mình đem lên. Mình không bỏ tủ lạnh nó hư hết rồi các bạn. Không bỏ tủ lạnh nó nổi mốc. Cái này là bỏ tủ lạnh còn được chút xíu mà. Mình lấy ra mình làm cho nó vui vui. Chừng nào hết cạn kiệt lương thực thì thôi. Mình bỏ miếng muối nha, cho bột nó không bị chua đó các bạn. Nước kiềm này nó không chua. Rồi mình xào cái hỗn hợp này lên nè. Xào hỗn hợp này lên một lát nó nở ra. Rồi mình bỏ bột năng vô. Các bạn thấy không? Cái nồi này, cái lò này nó cũng khó. Cái là bếp nó dăng nước lên là nó tắt liền đó. Bếp từ. Mình xào lên nha các bạn. Xào lên nó rút hết cái nước đậu biếc vô rồi. Bây giờ nó muốn quánh quánh rồi nè các bạn. Nó dẻo dẻo như vậy nè. Mình có thể tắt nó xuống rồi mình bỏ bột năng vô mình nhồi lại nha. Rồi mình còn đem đi hấp nữa mà. Bạn thấy nó muốn dẻo dẻo rồi nè, nó nửa trong nửa đục nè. Như vậy là được rồi đó. Mình bỏ vô 2 muỗng bột năng nha các bạn. Đặng mình nhồi lại cho nó dính. Nó dễ kết dính. Rồi mình nắn bánh mình đem đi hấp. Rồi mình thắng nước dừa với đường mình bỏ vô. Đó là chè trôi nước bột bán. Hôm nay con mình nó cho nó ăn để mà tuần sau nó đi làm việc đó các bạn. Nó đi làm việc nó ở luôn trong sở mà ở nhà thì làm online, ở nhà cứ 3 giờ chiều là xuống lục lục đồ ăn. Nó ở trong sở đặng nó nhớ mẹ, tới giờ là nhớ mẹ, không có mẹ là mình không có đồ ăn. Mình bỏ vô đây mình nhồi nha các bạn. Mình nhồi lên rồi mình dắt lại. Các bạn ơi, mình nắn xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình hấp nha. Bột này nó cũng đã nửa chín nửa sống. Rồi nó cũng gần chín rồi đó. Mình hấp chừng 5 phút nữa à nha các bạn. Trong khi mình hấp thì mình đi làm cái nước dừa để một lát. Nước đường với dừa để một lát mình bỏ nó vô. Mà mình bỏ vô là mình không có nấu nha các bạn. Không có nấu nhiều. Nước nóng là mình bỏ nó vô rồi mình ăn luôn chứ mình không có nấu nhiều đâu các bạn. Yeah.
Bây giờ quay qua đây chúng ta làm nước dừa đây. Đợi hấp thì mình có sẵn một cái son nước này rồi. Cái này đồ chai của ngoại nè. Đó, mình bỏ vô đây để coi bao nhiêu ml nước. À, có nửa lít rồi các bạn, tại vì mình nắn có 9 viên bánh à. 9 viên bánh mình nấu có nửa lít à, nửa lít nước thôi. Như vậy là cũng hơi nhiều, bỏ vô tí muối nha các bạn. Còn đường á, là mình ăn theo khẩu vị, nhà mình thì ăn ít đường lắm, không có ăn đường nhiều. À, mình bỏ vô đây chừng không tới 100 gram đường đâu. 100 gram nhiều lắm. Bỏ đường phèn nha các bạn. Mình nấu thì nấu trôi nước, nhưng mà ăn là ăn vừa, ăn chứ không có ăn nhiều. Đó, mình bỏ vô 75 gram đường. À, 75 gram đường phèn. Còn thời nước dừa nè các bạn. Nước dừa thì mình cũng ăn tùy theo khẩu vị nha các bạn. Tùy theo khẩu vị. Ở đây là còn nửa lon nước dừa nè. Mình để tủ lạnh, ăn quá để tủ lạnh các bạn ơi. Covid này không có thể nào mà bỏ hết. Đó, mình ăn vừa phải thôi. Cho chừng 100 ml nước cốt dừa. Này là 400 nè các bạn. Đó, ăn vừa phải thôi, ngọt béo vừa phải, tại vì rễ mình nó bị cholesterol, nó không ăn béo nhiều đâu các bạn. Đó. Quậy lên nha. Quậy lên rồi các bạn bỏ vô đây một chút xíu bột, bột năng nha. Đặng mình để tủ lạnh rồi nó không có bị đóng dầu các bạn. Nếu nước dừa mà mình bỏ tủ lạnh thì nó đóng dầu phía trên á. Mình bỏ vô đây một muỗng bột năng thôi. Không tới 10 gram đâu nha các bạn. Tại vì đây là chè sơ nước, mình bỏ bột vô để mình kìm cái dừa nó đi theo cái bột. Chứ dừa nó không có bị đóng dầu. Mình nấu chè mà mình không cho nó hòa quyện với nếp á các bạn thì nước dừa nó sẽ để tủ lạnh nó sẽ đóng dầu. Đó, bột năng. Rồi mình nấu hỗn hợp này xong rồi cái bên đây chín mình thả vô đây là bên đây nó còn nóng là ăn được rồi nha các bạn, không cần phải nấu nhiều. Các bạn ơi, trong khi chờ đợi bánh bên kia nó chín thì mình thắng nước dừa bên đây đi nha các bạn. Nước dừa, đường. Rồi mình cho vô đây một ít gừng giả nè các bạn. Mình còn được miếng gừng nè, mình bảo quản đó. Rồi nước này nó tan thì thôi chứ không có đợi cho nó râu nha các bạn. Đó, nước dừa xong rồi đó. Nước đường với dừa mà mình hay làm đường phèn các bạn, tại vì nhà mình ít ăn đường quá, mình ăn theo khẩu vị. Rồi các bạn nếu mình ăn thì mình nêm theo khẩu vị, nêm nếm theo khẩu vị nha các bạn. À, nước dừa nó như vậy thì nó trắng, nước dừa nó ngon, mà để tủ lạnh nó hả, để tới chiều tới mai mình ăn nó không có bị dừa nó không có bị đóng lên trên nha các bạn. Mình bỏ một miếng bột, dừa nó đi theo bột, nó không bị đóng váng lên trên. Nước dừa đã sẵn sàng, mình nấu chín rồi nè các bạn. Bánh mình cũng đã hấp chín rồi. Mà nó mình đừng có để vô đây. Mình để vô đây mình nấu lại thì thành ra nó bể nha các bạn. Nó dễ bể lắm. Mình chan nước dừa lên mình ăn nè. Trong nước dừa này mình có bỏ một miếng gừng. Đó là chè trôi nước đó các bạn. Trôi nước bột bán. Nước dừa. Đó. Bạn thấy rất là ngon luôn ha, ngon lắm luôn á. Rồi mình còn ít đậu phộng mình để lên đây mình làm nền. Không có đậu phộng vẫn được nha các bạn. Các bạn thấy ngon chưa, hấp dẫn các bạn ha. Rất là hấp dẫn luôn. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà dùng chè trôi nước bột bán nha. Mà nấu thì nấu với là đậu bía. Xin chào. Chúc các bạn ngon với mình nha các bạn. Mời các bạn ngon với mình.